Nguyên Nhật Việt xin kính chào tất cả các bạn Hôm nay Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia phím trên đàn cốt BA5X sao cho nó hiệu quả và nó chi tiết đúng với nhu cầu và mục đích của các bạn ha Thì đối với đàn cốt BA5X này thì chúng ta sẽ có là hai cách chia phím nha các bạn Cách thứ nhất là các bạn chia tạm thời Cách này rất là phù hợp dành cho các bạn nào sử dụng một số tiếng mà nó đặc thù là mình cần nhiều phím Thì ở bên tay trái À, hoặc là ít phím bên tay trái thì các bạn sẽ mình sẽ lưu nó vào chế độ là xét tiếng tạm thời hang thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè rồi đầu tiên các bạn muốn chia phím á, thì các bạn phải bật slip lên và ở đây các bạn sẽ thấy một cái giao diện là b 3 ha hoặc là cái bằng phím như thế này thì các bạn bấm vào đây sau đó các bạn sẽ chọn lại cái vị trí lưu mới và cái vị trí này là nó chỉ ăn theo với một cái băng tiếng đó nếu các bạn lưu nó lại nha còn trường hợp nếu mà các bạn mà muốn xét toàn uh, tất cả các tiếng thì mình sẽ vào một chức năng khác ở đây nguyên lấy ví dụ chẳng hạn như các bạn muốn xét tạm thời cho một cái tiếng nào đó thì nguyên, uh, phí tiếng piano cụ thể đây nguyên nguyên sẽ chia cho nó là nó c 3 nha rồi à, hoặc là các bạn một cái nốt khác đây hay là nó son 3 nhưng mà khi các bạn chuyển sang một cái băng tiếng khác á, thì nó sẽ bị trở về cái nốt c 3 này các bạn sẽ thấy ha nó mình sẽ không nhận hợp âm thì với tính năng đầu tiên này á, là nó sẽ cho các bạn chia là chia tạm thời ở một cái băng tiếng đó thôi rồi, nếu các bạn mà muốn sử dụng mà mình muốn chia tất cả các phím này ở cùng một cái vị trí giống nhau hết thì các bạn cần phải vào trong cái nút setting này. Các bạn chọn cho mình là reference. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy chữ sleep đây ha. Thì các bạn bấm vào đây. Các bạn chọn cho mình một cái phím mình nhấn bất kỳ ở đâu ha. Ở đây mình sẽ chọn miếng son 3 đi. Thường mình hay đánh son 3. Đó, thì các bạn sẽ chia ở đây. Thì tất cả các băng tiếng sau này thì các bạn chọn thì nó sẽ nhảy qua son 3 hết. Nó sẽ không bị nhảy lộn xộn nữa. Đây là một cái điều mà các bạn cần lưu ý ha? khi chúng ta chơi với một số bộ set á thì khi các bạn lót á khi khi mình chuyển bên trong là son 3 nhưng ở ngoài này nó là nó la 4 nha. Lấy dụ là la 3 chẳng hạn đi, nó không đúng thì các bạn lưu ý ở đây nha. Hoặc là các bạn chỉnh này xong, sau đó các bạn lưu lại cái phần băng tiếng đó. Cái này là nó phụ thuộc vào tùy vào người chơi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.